Dạy bé của nhà bạn bắt tay với 3 bước cùng Boss Dog nha. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị món đồ ăn mà bé cún yêu thích và thêm một cái clicker. Bước 1, chúng ta sẽ cho bé cún làm quen với việc chạm vào tay. Vì đa phần các bé cún sẽ không có chịu cho chúng ta chạm vào tay đâu. Nếu chúng ta nắm cái tay hoặc là đụng vào tay của bé cún thì bé cún sẽ quay ra cạp cạp. Vì vậy một tay bạn đút cho bé cún ăn, tay còn lại bạn sẽ nhẹ nhàng vuốt và đụng chạm cho bé cún quen với cảm giác khi mà tay chúng ta chạm vào tay của bé cún. Và cái tay bạn đút đồ ăn cho bé cún nó sẽ khác biệt với cái tay đưa ra để bắt. Tránh trường hợp sau này bé cún thay vì bắt tay mà bé cún cứ cắn vào cái tay để mà kiếm đồ ăn. Lặp đi lặp lại nhiều lần để cho bé cún không còn đề phòng với cánh tay của chúng ta nữa. Nếu bé cún nào mà nhạy cảm quá thì chúng ta sẽ dành vài buổi cho cái bước đầu tiên này. Miễn sao là bé cún tin tưởng không có bỏ chạy hoặc là cạp cái tay khi mà chúng ta đưa ra để bắt tay. Sau khi bé cún đã quen với việc động chạm thì chúng ta chuyển qua bước số 2, đó là hỗ trợ bé cún nâng cái tay bé cún lên để cho nó vô cái tư thế bắt tay. Bé cún sẽ không có quen hoặc là mất thăng bằng vì bình thường là trụ bằng 4 chân, nay bị mất 1 chân lên trên không rồi thì bé cún sẽ hơi chơi với một xíu. Nên là chúng ta hãy để cho bé cún bình tĩnh làm quen. Nếu vội vàng quá bé cún sẽ nhảy ngược ra xa để cho không bị mất thăng bằng đó. Mỗi khi mà bé cún giữ cái tay ổn định ở trên bàn tay của chúng ta thì bấm clicker và nói bắt tay. Nếu như bé cún rút cái tay lại thì chúng ta thu lại đồ thưởng, tạm thời cho bé cún nghỉ vài giây đỡ mỏi rồi chúng ta lại tập tiếp. Bé cún sẽ được thưởng liên tục khi còn giữ cái tay ở trên bàn tay của chúng ta trong tư thế bắt tay. Lặp đi lặp lại nhiều lần để bé cún ghi nhớ được cái từ bắt tay và ghi nhớ luôn cái hành động xòe tay ra của chúng ta để bắt. Và cứ như vậy, bé cún sẽ có được cái hành động bắt tay ở bước số 3. Bạn xòe tay ra trước mặt bé cún và nói bắt tay và giữ nguyên đó một cách điềm tĩnh. Bé cún lần đầu có thể chưa có bắt tay liền đâu, có thể ngồi đơ ra hoặc có thể nhảy sủa. Nhưng bạn cứ mặc kệ, giữ nguyên cái tay đó một cách điềm tĩnh để bé cún nhớ ra à, cái này nó hình như liên quan tới cái việc mà đưa cái tay lên đặt xuống. Và cứ như vậy bé cún sẽ động não và suy nghĩ hiểu ra à, phải đặt cái tay của mình lên cái bàn tay này thì sẽ được thưởng. Và chờ đúng cái khoảnh khắc đó bạn bấm clicker và thưởng cho bé cún. Và ngay sau đó những cái lần tiếp theo bé cún sẽ hiểu ra rất nhanh và bắt tay bạn liên tục.